Từ ngày 18 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động. Hiện công an các địa phương tại thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực vận động, giúp đỡ người dân xây dựng tài khoản định danh điện tử để người dân sớm được thụ hưởng những ưu việt từ hệ thống định danh điện tử quốc gia. Được vận động từ lâu, nhưng mãi đến hôm nay, ông Lê Văn Nam, tổ 46, phường Hòa Quý, quận Hoàng Sơn mới tranh thủ đến được trụ sở công an phường để thực hiện làm tài khoản định danh điện tử. Khác xa với những tưởng tượng mơ hồ của ông Nam về tài khoản định danh điện tử, mọi thủ tục đều được công an phường Hòa Quý chỉ dẫn cụ thể dễ dàng. Tôi tưởng là coi như nói chung là cũng phức tạp lắm, nhưng mà qua lên lồm tôi thấy là chỉ trong vòng 10 phút là đã xong. Và những cái giấy tờ liên quan đến định danh điện tử như bảo hiểm y tế, rồi bằng lái xe và những gì có nhanh tờ khoản riêng của mình làm hết trong cái định danh điện tử là tôi thấy rất là phù hợp sau này. Công an 56 xã phường của 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang tích cực triển khai nhiều cách thức tuyên truyền đến người dân ở khu dân cư, tổ dân phố để người dân hưởng ứng, tự giác tạo lập tài khoản định danh điện tử. Mỗi công an phường, cảnh sát khu vực ở Đà Nẵng phải sáng tạo ra cách thức truyền tải thông tin phù hợp dưới nhiều hình thức video clip, tờ rơi ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện là những tiêu chí hướng tới. Đăng ký xác thực và đăng ký tài khoản định danh điện tử thì hiện nay là nó rất là thuận lợi và dễ dàng. Khi mà chúng ta đăng ký xác thực thành công thì tạo điều kiện thuận lợi rất là lớn cho người dân. Ví dụ như đăng ký ở mức độ 2 thì có thể là tích hợp và thực hiện được 25 cái dịch vụ công trực tuyến mà hiện nay là Bộ Công an đang triển khai. Và cái việc này thì nó tạo điều kiện tối đa cho người dân không phải mất công đi lại nhiều, cũng như là có thể là thực hiện vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. Việc tạo lập tài khoản định danh điện tử hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, mỗi người dân khi đã có căn cước công dân gắn chip điện tử đều có thể tự tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên ứng dụng VNEID của điện thoại thông minh và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì cần đến công an phường nơi cư trú để được chỉ dẫn thực hiện. Từ đây, công dân có thể thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực mà đề án 06 của chính phủ mang lại.